em đứng em hát phục vụ mấy chứ. Bao nhiêu để em hỏi coi em. Còn chị Hồng ơi, còn cái mic nào không chị Hồng? Còn cái mic hát nào? Em hết mic hát rồi, em còn có một cái duy nhất trong cuộc đời thôi. Dạ, không có chai to, em toàn chai nhỏ không. Cái này là cái hộp anh ạ. Cái này là cái hộp đó. Đây là cái hộp đó. Chị mua hết hộp này đi. Hộp này coi. Hộp này 6 chai, 7 chai, 700. Tại vì đi qua hải quan nó không cho nhập hộp to. Chứ nó cho là em cũng nhập bán rồi. Mà hộp to em không phải bán với cái giá 100 đâu. Hộp to em bán với cái giá từ 300-400 trở lên. Hàng chính hiệu luôn. Chị mua hết này nè, 7 hộp nè, 7 hộp 700. Mua về phân đồ dưỡng cái, bỏ tủ một cái, bỏ túi một cái, bỏ vô giỏ một cái, nó tiện thiệt đó chị ơi. Em có 7 hộp này làm nhập về bán thử mà nó không có cho nhập cái chai to qua hải quan Bắc á, hàng Singapore. Rồi xin bị xin chia sẻ hàng Singapore đó chế ơi, chuẩn hàng cho chế luôn, bao cho chế luôn, bên em ngàn miễn ship. Rồi bà xin bị xin nè. Ừ, đó rồi xin bị xin đó. Rồi ai nữa, rồi bà Nhi bà mới mua cái mít nữa nè. Đó ai mua cũng ghi luôn. Nói chứ mua ủng hộ em đi. Trời ơi miệng em nó đau, nó làm biến nói rất đau lắm. Dạ. Cái này thì đã. Còn mấy chị em nào đau nhất thì mình nên mua một cái chai dầu gió. Rồi dầu gió mới lấy đây rồi. Đây dầu gió Hàn Quốc. Nghe, dầu nóng Hàn Quốc. Dầu giống Hàn Quốc sức tay, khuỷu tay, sức bả vai nè, rồi sức những cái chỗ nào mấy cái đau nhất, đại loại như chị em nào bị đau nhất thì cứ sức, đại loại chị em nào bị đau nhất thì cứ sức nha, đại loại chị em nào đau nhất mình cứ sức thôi. Đó một chai như vậy 250, 500 luôn. Miệng chưa hết nè, hôm qua giờ là nghỉ á. Rum vàng 24k, mà nó mặt nạ hả? À serum đúng không? Một chai 500, hai chai 800 cho em luôn. Trên livestream bớt thôi nha, dưới đây chơi dưới livestream không có bớt nghe chưa. Một chai 500, hai chai 800 luôn em yêu ơi, mua giùm chế ủng hộ chế đủ 1.000 nha. Tại vì tháng sau là chế về Việt Nam rồi, không giữ hàng được cho mấy em đâu. Thương chế đi, mới mốt chế qua chế bán lại rồi chế giữ hàng cho. Một chai 500, hai chai 800 luôn. Mày thương tao đi, mua đi, mày thấy tao cái miệng tao nó đau gần chết không? Khổ lắm luôn đấy. Đấy. Còn cái này nè, cái này là mặt nạ, một hộp như vậy là 10 miếng. Một hộp là 10 miếng nha mấy chế ha. Một hộp đây là 10 miếng bán với giá 250, hai hộp 400. Chị em nào tin mua cái này về mà dùng. Dùng không đẹp trả tiền lại cho. Em dùng hôm qua mới có một lần, hôm qua ngựa ngựa đi ăn lẩu xong về cắt một miếng đi ngủ. Nay mặt nạ, lát em đắp tiếp. Lát em sẽ đắp tiếp. Một hộp như vậy 10 miếng 250, hai hộp 400, tác dụng trắng da, xe khít độ chân da và nó căng da cực kỳ luôn, làm bằng chiết xuất từ vàng, 24k, từ vàng 24k. Bao, em bao cho mấy chế luôn. Còn cái serum vàng thì là 1 chai 500, 2 chai 800.